Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tải và tạo cái ví UOB Wallet. Quý vị sử dụng điện thoại hệ điều hành iOS thì quý vị hãy vào App Store. Còn quý vị sử dụng các điện thoại khác hệ điều hành Android thì quý vị hãy vào CH Play để tải. Rồi bây giờ quý vị hãy vào tìm kiếm này. Ở ô tìm kiếm, quý vị hãy đánh là UOB. Rồi quý vị chọn cái UOB Wallet này. Quý vị hãy bấm vào cái biểu tượng để tải về này. Rồi quý vị chờ trong giây lát. Quý vị chọn mở luôn để mở lên này. Ở đây quý vị chọn là cho phép đi. Quý vị chọn Agree đi. Quý vị hãy vuốt màn hình từ bên tay phải sang bên trái. Rồi quý vị chọn Try Now này. Ở cái ô này quý vị hãy nhập mật khẩu vào. Nhập xong quý vị chọn Next này. Ở ô này quý vị hãy nhập lại mật khẩu một lần nữa. Rồi nhập xong quý vị chọn confirm này. Ok, vậy là đã xong cái bước thứ nhất. Tiếp theo cái bước thứ hai này, quý vị hãy vào cái wallet này. Wallet quý vị chọn OK đi. Quý vị hãy tạo một cái ví mới thì quý vị hãy chọn vào cái biểu tượng ví ở phía bên trên góc tay phải này. Rồi ở đây cái ví này nó hỗ trợ rất nhiều các network. Ví dụ ở đây là cái network ETH này, ERC20 này. Đó. Cái thứ hai đây này, network Heco này là của sàn UOB này. Còn cái network này là cái network Smart Chain của sàn Binance. Đó. Và danh sách các network là ở phía dưới này nữa. Đó. Thì mục đích hôm nay KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo cái ví nó chạy trên cái network của UOB với tên gọi là Heco. Đó. Thì quý vị chọn vào cái biểu tượng Network Echo này. Rồi quý vị chọn vào cái Add Network này. Rồi quý vị hãy chọn vào Create Wallet để tạo một cái ví mới. Rồi quý vị chọn vào cái Low Lead to Backup đi để tạo ví mới. Ok, thì đây là cái ví vừa được tạo này. Đó. Quý vị để ý đến cái biểu tượng ba gạch đây này, ba gạch đây. Quý vị hãy chọn vào. Thì cái thứ nhất là quý vị có thể đổi tên, đặt lại cái tên của cái ví. Ví dụ KTV sẽ đặt lại này. KTV sẽ đặt là Heco vì nó chạy trên cái network Heco cho nó dễ nhớ. Rồi, quý vị chọn vào confirm này. Rồi quý vị vào đây tiếp. Ở đây quý vị hãy backup cái memory page này. Đây là cái phần rất quan trọng này. Đó, quý vị hãy chọn vào backup này. Quý vị hãy nhập lại cái mật khẩu mà quý vị vừa đặt ở cái bước trước. Rồi nhập xong quý vị chọn vào confirm này. Quý vị chọn OK đi. Đây, thì đây là 12 cái dãy ký tự. Quý vị bắt buộc phải sao chép lại, viết lại 12 cái ký tự này. Và tuyệt đối không được để lộ 12 cái ký tự này. Quý vị mà để lộ 12 cái ký tự này thì quý vị sẽ bị mất coin.
Vì cái video này KTV chia sẻ để làm demo, chứ KTV cũng không có sử dụng cái 12 ký tự này. Rồi sau khi quý vị sao chép xong thì quý vị bấm vào next này, next. Và quý vị hãy xác nhận lại cái dãy thứ tự 12 ký tự mà quý vị vừa sao chép lại. Rồi số 1 là gì? Số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này, số 5 này, số 6 này, số 7 này, số 8 này, số 9, số 10, số 11 và số 12. Sau khi nhập chính xác thứ tự 12 ký tự xong này, quý vị chọn vào confirm này. Rồi quý vị chọn vào cái ô này đi. Quý vị chọn tiếp vào ô phía dưới này. Quý vị chọn tiếp vào ô thứ ba này. Ok, quý vị vào confirm này. Rồi, vậy là cái bước thứ hai là cái bước quan trọng nhất, đó là lưu lại 12 cái dãy ký tự. Ok chưa? Bây giờ quý vị hãy back lại cái mũi tên này này. Đây, thì đây là cái giao diện chính của cái ví mà quý vị vừa tạo này. Quý vị để ý cái dấu cộng đây, dấu cộng rất nhỏ đó, để bật tắt các token nó chạy trên cái network Echo này lên. Đó, thì nó sẽ ra danh sách các token nó đang chạy trên cái network Echo. Đấy, ví dụ KTV sẽ bật cái token là HUSD này này, bật này này. Đó. Hay là USDT này này. USDT này, bật nó lên này. Hay là bật cái HT này này. Ok chưa? HTM này, bật lên này. Rồi, sau khi bật xong quý vị bấm vào mũi tên này trở lại này. Đó. Thì một số các token đã được bật lên rồi. Rồi, và việc tiếp theo, làm thế nào mà quý vị có thể chuyển token từ cái sàn Huobi về cái ví này? Thì quý vị để ý này. Cái này là lúc nãy quý vị chọn cái network Echo, nên là nó sẽ chạy trên cái chain Echo. Thì quý vị cứ chọn vào này và lấy cái địa chỉ bình thường thì xây này. Đó. Thì quý vị cứ sao chép cái địa chỉ này và qua cái sàn Huobi quý vị chuyển nó về đây. Quý vị chọn đúng cái trên là Echo. Đây ví dụ KTV sẽ vào cái sàn Huobi này. Quý vị chọn vào cái tài sản này. Quý vị hãy đăng nhập vào này. Quý vị chọn vào cái rút tiền này. Ví dụ quý vị muốn rút HT chẳng hạn thì quý vị chọn HT này. Đây thì quý vị chọn đúng cái trên là Echo này. Đó, ok chưa? Và quý vị dán cái địa chỉ vừa copy bên cái ví nó vào cái ô địa chỉ này. Và quý vị cứ thao tác như bình thường theo hướng dẫn ở đây. Mà cái quan trọng nhất là quý vị chọn đúng cái trên là Echo, ok chưa? Trên nhận cũng là Echo và trên gửi cũng là Echo này. Còn quý vị chọn khác cái trên, sai trên là quý vị sẽ bị mất coin, ok chưa? Rồi, thì cái phần quan trọng nhất là cũng đã xong. Quý vị lưu ý là cái trên Echo này là họ hỗ trợ tất cả các coin DeFi chạy trên cái network Echo của Huobi. Rồi, thì quý vị cũng có thể bật hoặc tạo những cái ví nó chạy các trên ERC hoặc BSC, nó cũng tương tự như vậy. Đó. Thì đây, ví dụ KTV sẽ tạo một cái ví mà nó chạy trên network
Smart Chain của Binance chẳng hạn. Đây, quý vị hãy vào cái biểu tượng ví này. Đây, thì quý vị chọn đúng là cái trên Smart Chain này này, biểu tượng của Smart Chain đây. Đó, thì quý vị cũng chọn vào Add ví. Đó, quý vị cũng tạo một cái ví mới. Tạo một cái ví mới. Rồi, quý vị chọn vào Confirm. Đó, thì sẽ có một cái ví nó chạy trên cái Smart Chain BEP20 của Binance. Và quý vị cũng làm thao tác y như vậy. Tất nhiên cái Smart Chain này nó cũng có những cái ví như ví chớt hoặc là ví Safepan. Họ cũng đã hỗ trợ những cái token chạy trên BEP20, các coin DeFi. Nhưng cái ví này là ví Huobi, nó cũng hỗ trợ rất nhiều các network. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý vị ai chưa có cái tài khoản sàn Huobi thì quý vị hãy đăng ký theo đường link phía dưới để ủng hộ KTV. KTV xin cảm ơn.